chào các bạn đã đến với kênh Hisu Shop. Nay Thảo về tiếp mẫu quần lót satin lụa bóng cao cấp thiết kế dây sườn gợi cảm, cá tính thêu chữ binh lây. Em này có mã sản phẩm là 038. Mấy bạn cùng xem nhé. Em chiếc này có 5 màu: xanh đen, đen, bạc, trắng, hồng. Màu nào cũng xinh hết trơn đó mấy bà. Với chất vải lụa bóng satin cao cấp, sờ vào mắt tay, bao phê, bao mịn nha. Trên quần có thêu chữ binh lây rất thể thao, cá tính, đường kim mũi chỉ may chắc chắn, hai bên may lưng thun dây sườn cá tính, vải lụa mịn, co giãn 4 chiều. Quần có hai size M cho nàng dưới 55kg, mông dưới 90cm. Size L cho nàng 55-60kg, mông từ 90-96cm. Đáy quần được may thêm lớp lót cotton kháng khuẩn, chống viêm nhiễm. Cách thức đặt hàng đơn giản, các bạn chỉ cần gọi hotline 0932003914, đọc mã 038, kèm size quần và màu quần bạn thích. Giá bán 55k một quần ạ, hàng cao cấp nên giá hơi đắt đỏ xíu, nhưng bao với các bạn luôn, là mua em này đáng đồng tiền bát gạo nha. Nhận hàng chỉ có ưng cái bụng thôi. Chần chừ gì nữa, mấy bạn nhanh tay hút em ấy đi nè.